Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là mùng 3 tháng 10 năm 2015. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu 3 chiếc sập thờ bằng gỗ gụ, chân vuông 20, chân dáng cong. Duy nhất lần này là chúng tôi cùng một lúc quay 3 chiếc. Thì trong đó có một chiếc là đã xong từ lâu, xong mộc từ lâu và đã để khô. Và bây giờ Vi đang đi vào hoàn thiện và đánh. Thì cái chiếc đầu tiên này thì đã là theo đơn đặt hàng của một gia đình nhà bác nhạc sĩ ở bên Cộng hòa Séc. Đường nét thì của ba bộ đều giống nhau, nhưng cái đường nét chiếc đầu tiên thì do đã được cạo nạo làm nhẵn và đang đi vào hoàn thiện, cho nên là chúng ta cảm thấy nó như là sắc sảo hơn. Nhưng xin thưa là series hàng của chúng tôi là chất lượng hoàn toàn ổn định, không hơn không kém, tất cả những cái đều như nhau, nhưng đến khi lên thành phẩm thì đều hết sức sắc sảo. Còn trong khi đang để mộc thì chúng ta nhìn về tổng dáng. Đây là chiếc thứ nhất, căn cứ theo chiếc dạ tiền. Còn chiếc thứ nhất đây kêu chân ở đây, còn mặt thì chúng tôi đang để ở trong nhà. Như vậy là chiếc thứ nhất thì là đang tháo rời và đang đi vào hoàn thiện. Còn hai chiếc thì vẫn đang để mộc và đang mới xong mộc ngày hôm qua. Và hôm nay thì đang lắp, gọi là lắp gỡ lên. Có một số chỗ còn là chưa vặn vít chặt vào. Thì đây hai chiếc đang được lắp gỡ lên phía trước cửa hàng. Đây là phía trước khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Khu A là 6 tầng, 1.200 m². Và khi nào làm xong thì có lẽ sẽ cất sang khu B bên kia. Khu B của chúng tôi là 800 m². Rất là dài. Tại sao chúng tôi phải giới thiệu như vậy? Bởi vì với cái con số 2.000 m² trưng bày hàng thì hàng ngàn sản phẩm của tôi sẽ được trưng bày rất là đẹp. Và trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để thăm các sản phẩm của tôi. Hoặc truy cập vào đồ gỗ Đức Hiền.com hoặc gọi 0984 666 999. Bây giờ trở lại với nhân vật chính của clip này. Thì vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu một chiếc đầu tiên. Chiếc đó là hoa đã có chủ, là của một gia đình các bác nhạc sĩ ở bên Cộng hòa Séc. Người Việt chúng ta ở bên đó. Thế thì còn tiếp theo nữa là còn hai chiếc mộc này đang đợi các bác về ngắm nghía và ký duyệt. Thì hai chiếc này thì nếu như các bác nào xem clip nhiều lần trước thì thấy chúng tôi đã giới thiệu kỹ rồi. Bây giờ tôi giới thiệu lướt qua thôi. Hai chiếc này giống nhau như hai giọt nước. Và cái kết cấu của nó thì trên cùng là có bộ bao lan. Bao lan là hai bên là long. Thế còn thì bên các cái phần bên cạnh là có các cái con kỳ lân. Tóm lại là phần trang trí ở bên trên. Và cái này thì có thể nhấc ra được. Cũng có gia đình thì bắt vít chặt vào. Có người thì cứ để không. Để khi nào mà vệ sinh thì nhấc nó ra và quét rất là dễ. Sau đó đặt trở lại. Tuy nhiên nếu làm như vậy thì đôi khi những ai mà nếu như một người phụ trách cái việc quét lau thì không sao, còn người khác không biết thì có thể đánh rơi. Thế và cái kết cấu tiếp theo nữa là toàn bộ từ phần trên mặt đến cái phần dưới cổ ở đây là chúng tôi đã gắn liền vào nhau thành một khối. Còn xuống bên dưới này thì hai cái chân này, hai chân đầu hồi này gắn một khối. Cái dạ tiền là một miếng riêng và một cái thanh hậu miếng riêng. Và đến cái phần chân đế đây, phần chân đế có con nghê ở dưới này là gì một miếng riêng. Bây giờ đi vào các phần họa tiết. Thì ở trên xin giới thiệu nữa là ở trên là một miếng ván liền. Và cái sập này và tờ này được làm 100% gỗ gụ. Và có khách hàng thắc mắc sao gỗ gụ gì mà trông trắng thế, hay là gỗ xoan. Xin thưa quý vị là gỗ gụ khi ban đầu chúng ta đang để phần mộc cái trông nó sáng trắng này, nhưng mà trong khi chỉ cần nhúng nước một cái và nhất là cho ăn một tí nước vôi thì nó trở thành màu gụ. Đây là màu thật, đây mới là màu thật của gỗ gụ. Và nếu kể cả chúng ta không làm gì mà cứ để lâu, để ngoài mưa nắng, để ngoài thời gian thì tự nó cũng xuống màu như thế này. Cho nên màu đây mới là màu thật. Còn đây là cái màu đang mới, nó chưa có thời gian. Cho nên là thế nào gọi là gụ là như thế. Bây giờ tiếp theo về giới thiệu cái kết cấu. từ trên xuống dưới là cái phần mặt với các cái đường soi rồi cổ, xong tiếp theo là một cái đường mũi sòi, ở giữa là cuốn thư với cái tượng trưng là văn võ song toàn, hai bên này là kỳ lân tiến vào, xong dịch xuống dưới là 5 đồng tiền tượng trưng cho sinh lộc đây, và bên cạnh là cái bầu rượu, túi thơ, rồi những cái hoa văn gấm vân vân. Tiếp theo và ở bên đầu hồi này nữa đây, bên đầu hồi này là hình con rơi và bên dưới là các cái quả đào. Như vậy là các cái chữ thọ này, như vậy là ở riêng cái phần ở trên cổ này nó đã có cái ý là đủ phúc lộc thọ rồi, còn rơi từ chữ phúc, bên này là chữ thọ và chỗ giữa là sinh lộc. Như vậy là riêng phần trên đã đủ cái ý nghĩa phúc lộc thọ, và tiếp theo nữa là còn có các cái gấm chữ vạn ở đây tượng trưng cho vạn sự như ý. Đây là phần gấm, có trường hợp có người gọi là gấm phảng, có lúc gọi là gấm chữ vạn. Như vậy tôi giới thiệu xong phần trên mặt đến cổ. Bây giờ đi đến phần chân. Các phần chân thì chân của nó là vuông 20. Tất nhiên là chân tiền thôi, còn chân hậu có thể là chân hậu thì cái bề mặt chính vẫn là 20, bề mặt kia nó có thể ngót được một chút. Còn cái phần chân chính đây là vuông 20 và cái này là đầu lân. Nếu như trước đây thì cái cách nghĩ của các nhà thiết kế thì là hầu như giữ nguyên 20 thõng từ trên xuống. Nhưng mà từ khi chúng tôi theo góp ý của khách hàng ấy, là vuông 20 tự nó quá hoành tráng rồi, chỉ cần giữ được phần vuông 20 đến đây. Thế còn lại là chỗ phần này là mình tạo dáng trên quỳ, mình uẻn vào trong, những chỗ này nó chỉ còn độ khoảng vuông 15 thôi. Và chỗ này lại ra trở lại cho nó tạo thành một cái dáng chân quỳ hết sức là đẹp. Thậm chí nhìn nghiêng thì nó thoát lại còn đẹp hơn nữa. Còn từ lúc mà ra được cái mẫu chân quỳ như này là đồ gỗ Đức Hiền được khách hàng ủng hộ rất là nhiều. Ngày trước thì làm cái dáng chân nó hầu như giữ lại nguyên, có vẻ như giữ được độ to nhưng mà nó cái dáng nó kém cái độ eo, nó kém độ mềm mại, cho nên là nó không được đắt dáng. Bởi vì cái sập thờ này thì tổng thể nó hoành tráng nhưng mà đi vào các đường nét thì nó lại phải mềm mại, điệu đà. Đấy, nó khó ở chỗ đấy. Làm sao vừa dày dặn chắc chắn, vừa hoành tráng nhưng vừa phải mềm mại điệu đà. Thì cái này đặt ra một cái bài toán cho cái việc thiết kế làm sao để cho nó đạt được tất cả những cái yếu tố đó cũng tương đối là khó khăn. Thì riêng cái chân này đã giải quyết được cái phần đó. Và dáng chân này là cả 4 cái chân đều dáng như vậy. Thế sau đó là bên dưới thì là có cái đứng lên trên một cái con nghê lưng cong đây. Như vậy xong cái phần, và bên hai bên đầu hồi này thì đều giống nhau. Còn bây giờ trở về cái phần chính nhất, trung tâm nhìn ngắm nhất thì chính là cái dạ tiền đây. Dạ tiền thì ở giữa là hổ phù. Hổ phù chính là cũng là một con rồng, nhưng mà nhìn mặt chính diện. Đấy, hai chân rồng đây, và phần đuôi thì nó ẩn. Đấy. Có điều trông nó dữ quá, trông khiếp mà mọi người cứ theo thói quen gọi là hổ phù. Đây chính là rồng chính diện. Còn cái phần trang trí ở xung quanh thì là có đủ long ly quy phượng. Đây là long. Tiếp theo đây là ly. Bên này lại là quy. Và sang bên này là phượng. Thì đường nét nó đang còn thô. Chúng tôi để từ lúc thô này đến lúc làm tinh và đánh giáp được thì còn lâu. Chúng tôi còn phải qua nhiều ngày, qua một cái bộ phận chuyên làm tinh. Bởi vì cái và khi mà quan sát cái chỉ riêng một tí khúc giữa thôi, quý vị đã thấy cái sự cầu kỳ của người thợ là một phù tinh vong. Và có những chỗ mà chúng tôi còn làm kênh bong, tức là chui được cả tay vào trong này. Đây. Tại sao lại phải làm như này? Bởi vì Thực ra nếu như không làm thế thì có khi khách hàng cũng không để ý lắm đâu, nhưng mà vì cái đồ này chúng ta còn dùng lâu dài, năm này qua năm khác, cho những cái gì mà chúng ta có thể làm được cho nó tinh xảo thì cố gắng làm, để khi khách hàng còn ngắm nghía mà sau này thấy rằng là đồ gỗ Đức Hiền làm hết sức là cẩn thận từng chi tiết. Đây. Bây giờ chúng tôi đã giới thiệu chiếc lại đang nói về chiếc dạ tiền, thì khi nhìn nghiêng ta sẽ thấy cái độ lồi của cái dạ nó như thế nào. Nhưng cái phần lồi của chiếc đầu hổ phù này đã lồi ra khoảng hơn 10 phân, chính xác theo con mắt tôi đây khoảng 11 phân. Và tất nhiên là cái phần gỗ này sẽ được là chúng tôi đã vanh từ ngoài vào và gắn vào. Tức là cái dạ này bản thân của nó chỉ dày cái phần dày cơ bản là đến đây thôi. Nhưng mà những cái phần lồi ra là đều được vanh từ bên ngoài, tạo dáng bên ngoài và gắn vào, xong sau đó từ đấy với đục chạm. Và đến khi lên thành phẩm thì nó liền thành một khối. Chứ không... Và trong khi chúng tôi đang quay cái này thì cái bên này thì rất là khít, còn cái bên này một số chỗ vẫn còn chưa lắp kỹ vào, gọi là đây là đang gá thôi, đang gá để quay phim chụp ảnh thôi, còn cái lúc mà giao cho khách hàng thì đều bén khít hết. Như vậy là clip cũng đã dài và chúng tôi cũng chuẩn bị dừng, và chúng tôi cũng hy vọng là được đón tiếp quý khách trong cái dịp thời gian tới. Và nếu quý khách mà đi từ phía Bắc xuống, tức là về trên Hà Nội, chúng tôi là một huyện ở phía Nam của thành phố Hà Nội, và nếu đi từ trên Hà Nội xuống thì đi theo đường một cũ từ cầu Văn Điển đến cầu Đỗ Xá chừng 21 km, sau đó rẽ phải gần đến cầu Đỗ Xá cách 100 m thì có cái barrier đường tàu, thì rẽ phải vào đó đi thẳng 3 km là đến xã Tân Dân. Hỏi đồ gỗ Đức Hiền thì ai cũng biết là nhà tôi ở ngay đầu xã, và quý vị cứ đi thẳng đi theo con đường đấy, nhìn thấy cái nhà 6 tầng bên đầu hồi đề chữ đồ gỗ Đức Hiền, và ba con số điện thoại 0984 666 999. Nhân đây chúng tôi cũng báo cáo luôn là đồ gỗ Đức Hiền cũng có tiếng nhiều năm qua, và hiện nay ở một số địa phương cũng đã xuất hiện một số cái cửa hàng đồ gỗ Đức Hiền. Theo như người nhà và bạn bè của tôi có gọi điện hỏi là sao mở thêm chi nhánh mà không nói gì, thì xin thưa là đồ gỗ Đức Hiền chỉ có duy nhất ở tại, hiện nay đang chỉ có cửa hàng duy nhất là khu A khu B ở Phú Xuyên, Hà Nội. Và đến sau này chúng tôi sẽ mở thêm cửa hàng ở chi nhánh ở trên ngõ 1 cầu Bươu. Hiện nay đang có nhà riêng ở đấy nhưng mà chúng tôi chưa bày hàng. Còn ở tất cả những nơi khác thì không phải là đồ gỗ Đức Hiền của chúng tôi. Và đồ gỗ Đức Hiền thì bao giờ cũng gắn liền với số điện thoại 0984 366 369. Đấy là cái nét riêng của thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.